Xin chào tất cả anh em nha, chào mừng anh em đến với channel của mình. Nay chúng ta đến với tiếp tục cái đấu trường AK-1V ngày hôm nay. Mình có một con Super Godzilla và một con King Kong, và mình sẽ đấu với một cái con ở trong